Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Diễn đàn Cà phê Quản trị được phát sóng trên kênh truyền hình thực tế HDTV Việt Nam ngày hôm nay. Quý vị thân mến, với lợi thế của khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi nên các loại trái cây của Việt Nam rất đa dạng, phong phú và thơm ngon. Nhận thức được hiệu quả kinh tế của mô hình liên kết sản xuất và kinh doanh sản phẩm sạch sẽ giúp cho bà con yên tâm hơn về khâu tìm đầu ra cho sản phẩm. Là một doanh nhân trẻ với tình yêu về ngành nông nghiệp, anh Đoàn Mạnh Cương đã giúp cho rất nhiều hộ nông dân liên kết được với công ty của anh và có được mức thu nhập ổn định. Ngày hôm nay, trước khi đến với cuộc trò chuyện đặc biệt này, thì chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn clip ngắn sau đây. Trưởng thành từ nơi nắng gió, cao nguyên Đắk Lắk, từ nhỏ anh Đoàn Mạnh Cương đã tham gia làm nông nghiệp cùng với gia đình và gần gũi với nông dân, hiểu được cơ cực của nghề nông. Lớn lên, làm việc và học tập ở thành phố Hồ Chí Minh, thêm một thời gian học tập và làm việc tại Nhật Bản, anh càng cảm thấy cần phải làm gì đó cho quê hương, cho chuỗi liên kết nông nghiệp. Hiện tại, Nhất Điền chuyên cung cấp phân phối các mặt hàng nông sản, thực phẩm chay cho chuỗi siêu thị lớn như Copmark, Vinmark, Bixi, Aeon, các cửa hàng tiện lợi, các công ty cấp đông xuất khẩu. Nhất Điền, đất lành, quả ngọt, người bạn kết nối tin cậy. Dạ vâng, xin chào anh Đoàn Mạnh Cương ạ. Cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình Diễn đàn Cà phê Quản trị được phát sóng trên kênh truyền hình thực tế HDTV ngày hôm nay. Xin chào Ánh Ngọc, chào quý vị khán giả. Dạ vâng, thưa anh Đoàn Mạnh Cương, là một doanh nhân trẻ về ngành nông nghiệp thực phẩm thì anh có thể chia sẻ cho Ánh Ngọc cũng như là quý vị khán giả biết về câu chuyện khởi nghiệp của anh được không ạ? Tôi sinh ra và lớn lên ở cao nguyên Đắk Lắk. Từ năm 12 tuổi tôi đã bắt đầu làm nông nghiệp phụ giúp gia đình. Tại đây tôi đã hiểu được nền nông nghiệp như thế nào. 19 tuổi tôi được sang Nhật đào tạo và học tập. Tôi thấy kinh tế xã hội cực kỳ phát triển. Từ đây tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó cho quê hương. Vâng, là một tổng giám đốc của công ty nông sản Nhất Điền chuyên phân phối nông sản thực phẩm thì cái điều gì đã giúp anh thành công? Bởi vì là cái mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm nông sản hiện nay thì cũng khá là phổ biến đúng không anh? Và chắc chắn là bà con cũng đã có nhiều đắn đo khi mà lựa chọn ạ. Tiền thân doanh nghiệp chúng tôi là nhà vườn Hoàng Công Khải với diện tích 22 hectare. Ngay năm đầu tiên chúng tôi đã phải chịu thất bại với số tiền hơn 700 triệu đồng. Vấn đề thất bại chủ yếu là do vấn đề về đầu ra và phân phối, sự liên kết. Tôi hiểu rằng cái mắt xích này rất là quan trọng. Tôi nghĩ rằng đây là vấn đề mà khởi nghiệp cho cái doanh nghiệp Nhất Điền của tôi. Dạ vâng. Đối với bà con nông dân ấy, thì cái câu được mùa mất giá thì khiến bà con rất là hoang mang. Thì không biết là Nhất Điền đã có cái phương pháp nào để hỗ trợ bà con không thưa anh? Đây là điều không mong muốn. Như dưa hấu Quảng Nam, Thanh Long Bình Thuận, Long An, Tiền Giang và bí đỏ Đắk Lắk. Thời gian qua Nhất Điền đã cùng với cán bộ công nhân viên bên Nhất Điền hỗ trợ giải cứu hàng trăm tấn nông sản các loại. Qua đây thì cũng gửi lời cảm ơn tới những cán bộ công nhân viên, những anh em Nhất Điền đã cùng với Nhất Điền thực hiện cái công việc này. Vâng, thưa anh Đoàn Mạnh Cương, thì anh Ngọc được biết là hiện tại các sản phẩm của Nhất Điền đã và đang được tiêu thụ trên các siêu thị lớn của toàn quốc như là Copmark, Vinmark, Aeon hay là Bixi và cũng như là các chuỗi cửa hàng nông sản sạch đúng không ạ? Vậy thì với mỗi người thì sẽ có một cái con đường lựa chọn để khởi nghiệp và thành công. Thì không biết là đối với anh Đoàn Mạnh Cương ạ, thì cái niềm vui lớn nhất của anh mà khi được đồng hành cùng với bà con nông dân trong ngành nông nghiệp là gì thưa anh? Trải qua công việc thì đã có rất nhiều niềm vui. Nhưng thực sự đến giờ tôi vẫn chưa có niềm vui nào là lớn nhất. Khi tâm huyết và lòng say mê này mới chỉ đóng một phần rất nhỏ cho cái nền nông nghiệp này. Dạ vâng, trải qua gần 10 năm thành lập và phát triển thì anh Đoàn Mạnh Cương cũng như là công ty nông sản Nhất Điền đã trở thành một người bạn đồng hành, uy tín và tin cậy đối với bà con nông dân cũng như là các đối tác thương mại lớn. Nhân dịp này thì không biết là anh có gửi lời tri ân nào đến với tất cả những người đã đồng hành cùng với anh trong suốt thời gian vừa qua không ạ? Những người đồng hành với chúng tôi, những đồng nghiệp, những người anh, những người nông dân, các hệ thống siêu thị, những người bạn, và đặc biệt là cán bộ công nhân viên, một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả đã hỗ trợ tôi thời gian qua để tạo nên thương hiệu Nhất Điền này.
Thưa quý vị, việc liên kết hỗ trợ bà con từ cây giống, kỹ thuật chăm bón và bao tiêu sản phẩm để giúp cho bà con nông dân có được việc làm ổn định cũng như là nâng cao đời sống và kinh tế gia đình. Và trên hết là cung cấp những sản phẩm nông sản an toàn tới tận tay người tiêu dùng trong nước cũng như là vươn xa ngoài quốc tế. Xin chúc cho anh Đoàn Mạnh Cương cũng như là công ty nông sản Nhất Điền sẽ gặt hái được nhiều hơn nữa những thành công trong thời gian sắp tới. Một lần nữa cảm ơn anh đã đến với chương trình Diễn đàn Cà phê Quản trị trên kênh truyền hình thực tế HDTV Việt Nam ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.